Hậu quả của việc tiêm vaccine tả châu Phi, đây ủ ngủ hết luôn các bác ơi, chết. À, vì sao khi tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi lại xảy ra tình trạng lổ dịch? Xin kính chào tất cả bà con chăn nuôi, tôi là Đô Văn Hùng. Gần đây trên các mạng xã hội có chia sẻ những bình luận rồi video về cái tình trạng mà sau khi tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi thì có hiện tượng lợn chết, thì nguyên nhân do đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tiêm vaccine dịch tả lợn châu Phi mà sau khi tiêm lợn ốm chết, đây là cái tình trạng của hiện tượng phản ứng vaccine. Hiện tượng phản ứng vaccine sẽ xảy ra trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, hệ miễn dịch của lợn không hoạt động mạnh mẽ, không đáp ứng được miễn dịch đối với vaccine. Hoặc là lợn đang mắc một cái bệnh làm gây suy giảm hệ thống miễn dịch. Thứ hai là vaccine nhược độc, độc tính vẫn còn cao, do đó vượt quá ngưỡng miễn dịch của cơ thể lợn. Hệ miễn dịch của lợn không thể tiêu diệt được vaccine và không tạo ra được kháng thể. Do đó sẽ xảy ra các cái biểu hiện và bệnh tích giống như là bị nhiễm bệnh. Lúc này phản ứng viêm xảy ra và cơ thể phản ứng lại với vaccine giống như là bị nhiễm bệnh. Nếu tình trạng bệnh tích nặng thì cơ thể sẽ không tự hồi phục được và sẽ dẫn tới là sẽ bị chết. Vaccine là một trong những giải pháp để phòng bệnh hiệu quả, nhưng không phải cứ sử dụng vaccine là có thể phòng được bệnh. Do đó bà con hãy nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng nhé. Chúc bà con chăn nuôi thịnh vượng.